Xin chào, quý vị trở lại chương trình của Tin Ngắn Hoa Kỳ. Và đây là bản tin đến từ Triệu Quang, California. Và đương nhiên, một cái thằng con phá gia chi tử, phá quốc chi quân, hay là phá bang chi quân, hay là phá băng chi quân. Không đâu khác là thống đốc của bang California cho biết thâm hụt về ngân sách của Triệu Quang đã tăng lên gần 32 tỷ đô la. Như vậy mà đòi đi trả cho người da đen 2 triệu người, 1 triệu 2 người, 800 tỷ thôi đó. Vì thế cái đám nghe nó miệng dân sướng nha, sướng. Thâm hụt ngân sách của tiểu bang California đã tăng kỷ lục là 32 tỷ Mỹ kim. Tổng thống bang Gavin Newsom đã công bố hôm thứ Sáu và nói rằng những thách thức của tiểu bang là một phần do lạm phát cao, quyết định cho phép hầu hết người trì hoãn khai thuế vì hàng loạt những cơn bão mùa đông. Đó là nhiều hơn khoảng 10 tỷ đô la so với Newsom dự đoán vào tháng 1, khi ông đưa ra đề xuất ngân sách đầu tiên của mình. Khoản thâm hụt là một phần trong đề xuất tổng thể của Newsom về 306 tỷ đô la. Cho đến nay là ngân sách của tiểu bang lớn nhất trên toàn quốc. California là một tiểu bang duy nhất bị thiếu hụt trong năm nay. Điều đó chủ yếu là lực thuế lũy tiến của nó dựa trên những người nộp thuế nhà giàu có thu nhập gắn liền với hoạt động thị trường chứng khoán. Thuế lũy tiến là thuế capital gain đó. Với lại người ta bỏ người ta đi nữa, ông tính ông nội. Vậy sự cuối cùng là gì? Cuối cùng tại sao ông không hạ thuế đi, hay là tăng thuế lên nhà giàu đi? Mấy nào giàu những Silicon Valley đó lại gõ cửa đó xin người 1 tỷ, có 32 tỷ chứ nhiêu. Tôi thì không có tiền rồi đó, đừng xin tôi. Vào tháng 1, ông Newsom đã đề xuất một ý tưởng để bù đắp thâm hụt gồm có khoảng 906 tỷ đô la để cắt giảm chi tiêu trong những chương trình khí hậu đầy tham vọng của tiểu bang và lĩnh vực chính sách khác. Đề xuất mới nhất của ông gồm 1 tỷ đô la giảm chi tiêu, một trong số đó đến từ việc thu hồi lại cái số tiền chưa tiêu trong những chương trình khác, bao gồm chương trình thiết kế để cung cấp hoàn tiền thuế giúp người thanh toán cái đơn tiện ích của họ. Ông ta đang cố gắng bù đắp phần còn lại của khoản thâm hụt bằng cách thay đổi chi phí, lấy từ một số quỹ dự trữ an toàn của tiểu bang và đi vay. Ai mà cho tiểu bang California vay, tôi nói thật lòng cẩn thận, mất trắng có ngày. Tại tiểu bang California nó đâu có in được tiền đâu. Nó đâu có in được tiền đâu quý vị. Hả? Ông nói rằng đây là một ngân sách, không phải là một ngân sách dễ dàng, nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giữ giới hạn và chăm sóc những người dễ tổn thương nhất, thiếu thốn nhất, vẫn duy trì được sự thận trọng. Cái nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã chỉ trích đề xuất của Newsom là một dấu hiệu cho thấy là chi tiêu vô trách nhiệm của đảng Dân chủ kiểm soát Sacramento. Việc cắt giảm cái chương trình hạn hán của ông ta rất là nguy hiểm, mánh lới quảng cáo về tài chính. Ông ta là một người thiện cần, những lời nói của ông ta về chính phủ tốt hiệu quả như là một lời hứa suông. Người dân của tiểu bang California xứng đáng được điều tốt hơn. Thâm hụt là nhỏ so với khủng hoảng tiền mặt nhà nước một đoạn suy thoái vừa qua. Khi nhậm chức 2019, vấn đề ngân sách lớn nhất của Newsom đó là cơ quan lập pháp cho đảng Dân chủ kiểm soát là chi tiêu. Cái sự thặng dư của tiểu bang California, có năm tiểu bang California nó thu rất là nhiều tiền. Nhưng mà cuối cùng là gì? Cuối cùng tụi nó vẫn thiếu thốn 32 tỷ Mỹ kim. Và đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.